Chào mọi người đến với kênh của Duyên ngày hôm nay nha. Hôm nay thì nhà Duyên sẽ ăn món mực trứng chiên chấm nước mắm với rau. Hôm nay Duyên sẽ làm món mực chiên giòn chấm nước mắm nha. Này đây là mực nè. Mực lúc mà mua là nó đóng quỷ như thế này mà nó còn tươi luôn. Rồi Duyên bỏ trong ngăn đông. Bây giờ nó đang đông đá. Thì Duyên sẽ rã đông rửa sạch nha. Nó còn tươi luôn nha mọi người. Biết tươi hay không là mình nhìn cái thịt của con mực là mình biết liền. Con mực là cái thịt của nó màu trắng nè, còn mực mà nó không có tươi là nó sẽ hơi hồng hồng và nó ương luôn rồi là nó màu đỏ luôn. Còn mực là nó tươi luôn nha, nó vừa tươi luôn là Duyên bỏ vào ngăn đông để mình trữ đông mình giữ tươi. Và bây giờ Duyên sẽ rã đông. Rồi cái này Duyên sẽ mở cái bao này ra. Cái bao mực. Rồi bây giờ Duyên ngâm ở đây xả đông luôn nha. Đó, nó tươi luôn nè mọi người ơi. Đây là cái vỉ này nè. Bây giờ mình xả nước mình xả đông tự nhiên nha. Rau mình cũng ngâm nước muối xong rồi mình rửa ráo. Mực và rau sau khi đã rửa xong để ráo nè mọi người. Mình để ráo một chút rồi bắt đầu mình chiên. Đó, rau xanh sạch ghê luôn chưa. Duyên sẽ bắt cái chảo nóng rồi đổ dầu vào. Đợi cho dầu sôi. Đó, rồi mình chán đều cái chảo cho nó dính dầu ăn hết luôn. Để mình chiên nó không có bị dính. Rồi thả một con mực vào. Đó, nhìn đã ra chưa, hai con mực. Ba con mực. Nghe tiếng xèo xèo, bắt đầu có mùi thơm. Bốn con mực, năm con mực. Giờ mực đã chín rồi nha mọi người. Lúc nãy mình thấy con mực nó còn hơi bự một tí xíu khi mà nó chín nó teo đầu nhỏ. Chào mọi người đến với kênh của Duyên ngày hôm nay nha. Hôm nay thì nhà Duyên sẽ ăn món mực trứng chiên chấm nước mắm với rau cuốn xì xin. Để thôi mình bắt đầu ăn nha. Mời mọi người ăn chung với vợ chồng Duyên nha. Đi ăn. Trứng này lúc đầu một vỉ nó cũng đầy ra hết, nhưng mà tới lúc mà mình chiên xong á cái nó teo lại. Đây nè, tươi không mọi người? Ăn uống rau hả? Ừ, ngon hả? Mỗi ngày cũng uống hết. Mực sữa nó mềm, còn ăn mực sâu nó dai, ăn nó cứng còn hay nó mềm. Đó, ngon. Hơi giảm không, hơi giảm không? Ngon quá hả? Ngon. Cô làm gì ăn gì không nhé rồi. Đúng rồi, mực nó cũng mềm. Mềm nó ngon không hả? Còn mực cứng nó dai, mực co á. Ăn nó dai. Mình ăn xong lấy cái chén để lại mấy con cục ra đi. Để lại hai ba con nhỏ cục ra ăn nha mọi người. Để dành cho cục ra. Rồi rồi tới công chuyện rồi mọi người ơi. Hai vợ chồng đang ngồi ăn nói chuyện thì tự nhiên cái mic đó nó hết pin mà không có hay. Mất cả 15 phút ngồi nói mà không có âm thanh gì hết á. Cho nên bây giờ mọi người thông cảm nha. Khoảng 15 phút đoạn sau là không có tiếng gì hết trơn á. Nên Duyên sẽ
lồng nhạc vào để mọi người nghe đỡ. Nếu mà mọi người xem kênh của Duyên thấy hay thì mọi người ủng hộ, đăng ký và comment và chia sẻ nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Xin chào.